Có một câu chuyện mà như Đức cũng từng kể. Gia đình đó, người làm cha làm mẹ sát sanh, làm nghề giết gà. Người con này biết ăn chay niệm Phật, khuyên hoài cha mẹ thì không có bỏ nghề, rằng bỏ nghề đó làm gì sống bây giờ. Khi cha mẹ mất đi thì người con này biết rằng là cha mẹ mình làm nghề sát sanh, khi chết đi chắc chắn là sẽ đọa trong cảnh giới khổ đau. Nên người con này tạc tượng Phật A Di Đà, mỗi ngày lễ lại để cầu siêu độ cho cha mẹ. Và cuối cùng thì cha mẹ về báo mộng, nó nhờ công đức của con niệm Phật lễ Phật mà giúp cho cha mẹ được siêu thoát, và những người mà đọa trong cái cảnh giới đó cũng được siêu thoát luôn, về rất là đông và báo mộng. Cái câu chuyện này trong những câu chuyện niệm Phật giảng sanh cảm ứng của Tịnh Tông học hội làm thời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày còn sống. Nên cái công đức niệm Phật lễ Phật để cầu an cầu siêu thù thắng, mà cái mà làm được điều đó là ngay cái chỗ niệm Phật lễ Phật bản thân mình phải được an. Nhớ kỹ nghe quý vị, tại vì mình có của mới chia cho người khác được. Thí dụ như một con người mà thường an vui đi, người ta thích gặp quý vị lắm. Ví dụ như người ta buồn phiền nặng nề gì, người ta gặp quý vị, cái năng lượng từ trường quý vị đã làm ảnh hưởng người khác được bình an. Với cái nhân duyên quý vị nó dày quá, khi người ta gặp mình cái duyên của mình nó phát ra, ảnh hưởng đến duyên người ta, và sự an tâm của mình phát ra giúp cho người ta được bình an. Còn cái tâm của mình nó giải thoát mạnh quá, giải thoát là không buồn hận người khác để trong tâm, niệm niệm điều gì người, lời nói mình nói ra gì người, từ cái tâm giải thoát đó mà có được cái công đức để hồi hướng cầu siêu cho người thân mình được siêu thoát. Thì biết rằng là cái tù thế gian này nó khổ không thể nào so sánh như cái tù ở trong cảnh giới U Minh, gọi là với âm phủ, không so sánh đâu, được đâu. Khổ cỡ nào cái tù thế gian cũng không thể nào khổ bằng ở trong cảnh giới U Minh được. Mà cái người mà ở trong tù thế gian mà mình giúp cho người ta ra khỏi tù, người ta cảm ơn mình ghê lắm, cảm ơn dữ lắm luôn. Không chi là thăng bằng quyến thuộc mình ở trong cảnh giới U Minh mà mình dùng cái công đức niệm Phật lễ Phật để hồi hướng cầu siêu độ cho họ. Đây là cái việc con cháu bồi gốc, cái đức lớn, cái đức rất là lớn. Nên trong gia đình mình á, mà nghe pháp niệm Phật đồ nó ảnh hưởng lớn nhất. Có một câu chuyện mà cái cô này có kể rằng là ngày nào cô cũng bắt niệm Phật lễ Phật ở trong nhà, bắt niệm Phật để bàn thờ ông bà tổ tiên suốt. Ngày đó thì nó cái máy nó bị trục trặc gì đấy, rồi không có bật lên lại. Vì mà tối đêm đó bà nội về bà báo mộng là mỗi ngày con niệm Phật lễ Phật nghe ông thầy giảng vui, bà rất là thích, nhưng mà cái máy mấy ngày nay tắt không có bật lên. Nó báo mộng như cô này, biết không? Nên trong cái gia đình mình đều có thân bằng quyến thuộc, người ta chết rồi chưa siêu, người ta ở trong gia đình con cháu có ở. Nếu như mình tu hành niệm Phật được bình an là cái phần hương linh đó, người ta sẽ được bình an. Còn trong cái gia đình đó mà không tu hành gì, cái gia đình nó thường kình lộn, lu bu lộn xộn, là cái phần âm nó đang rối ren nằm trong gia đình mình. Nó rối nên nó châm đầu này nó chích đầu kia, nó làm gia đình cũng rắc rối thêm. Nên gọi là trong Phật pháp gọi là từ trường ấy. Cái từ trường gia đình không được tốt. Cái từ trường đó mà nó phát sinh ra từ con người, con người thiện nó ảnh hưởng phần âm thiện. Mà cái từ trường con người đó mà nó không tu nhân tích đức là nó xung đột, nó làm cho cái từ trường trong gia đình nó bị ảnh hưởng rất là lớn. Nên ta gọi là từ trường gia đình, từ trường của chùa chiền. Ý biết rằng có những ngôi chùa mà không có thời gian tu tập gì hết, quý vị vào cái nơi thờ linh quý vị sẽ thấy
yếu yếu đừng có vô. Yếu yếu vì vô phần âm mạnh quá, âm khí mạnh, tổn đến dương khí của mình, mà dương khí mình yếu, âm khí quá mạnh tổn cái là về bệnh luôn. Hoặc là bị yếu dương khí nữa thì bị nhập. Nên từ nơi đó một cái nơi mà ít tu tập này kia mà vô mà âm khí nặng, vì vô là dội ra, vô là lạnh rợn người lên, dội ra, hiểu không? Nên từ nơi đó mà cái nơi mà có tu tập thì dù cái nơi thờ linh bị nằm ngủ cũng mát mẻ, đây là rõ ràng luôn đó. Tại vì nó không có cái phần âm khí nặng quá, vì người ta được siêu thoát nên là âm siêu dương lợi là gì đó. Nên những đức mới đưa lên cái kế hoạch mấy ngày này chúng ta tu nè, là cái rằm hạ quân này, rằm lớn mà thế gian gọi là những cái ngày lễ lớn mà những người bị ở tù mà nhẹ nhẹ được được tha về nhà, thì ở dưới cõi u minh trong cái mấy cái rằm lớn này nè, tội nhẹ nhẹ người ta cũng được đi đầu thai, còn nếu tội nặng thì giảm bớt. Ví dụ như ông bà tổ tiên mình mà có còn tội mà còn vướng lại thời gian nữa đi, nhờ cái công đức mình tu này nhiệt tình mong hồi hướng cho họ ra sớm một chút, họ được siêu thoát, họ cảm ơn mình. Cái đức hạnh của con cháu như vậy nó làm cho gia đình mình được bình an và tốt đẹp. Thật sự mà nói như bản thân mình đặt mình thôi, mình ở trong tù tội mà ai mà giúp mình đi ra thì cảm ơn biết bao nhiêu mà nói. Nó mà cái cảnh giới u minh ta, người ta giảng thiện, người ta lợi, người ta báo, nói ông có đứa con đứa cháu gì nó biết tu nhân tích đức, hỏi đứa nào là thằng tèo hay hiền đó cũng được quá ha. Ví dụ đi tu bây hổm giờ hồi hướng được siêu thoát. Nên cả bản thân như đức cũng vậy thôi, tu tập với vị mấy ngày nay như đức cũng cầu cho ông bà tổ tiên mình, cho họ trong cảnh giới u minh họ được siêu thoát, thì chúng ta đem tất cả cái công đức của đại chúng này tu mình hồi hướng chung, hồi hướng chung hết vì ảnh hưởng ấy vậy. Rồi từ người còn sống mình hồi hướng, từ người chết mình cầu siêu. Nên quý vị biết là thường cái kiếp nạn nó tại sao nó ưa xảy ra nặng nhất là những cái nơi đông người. Tại vì nơi đông người, nhiều người tạp loạn, nhiều người tạo nghiệp, nên nó ảnh hưởng cái nơi tạo nghiệp nhiều nặng. Vì thấy cái nơi mà vắng vẻ ít người rồi, nhà thưa thớt rồi đó, cái từ trường những nơi đó bị cảm thấy mát mẻ và yên. Còn cái nơi mà đông đúc nó có một cái nóng bức mà nó gắt da thì sao đâu, rát da mình khó chịu chứ không có dễ đâu. Nên những cái nơi đó mà có những cái đạo tràng tu hành đồ, nó quá giải quán khí nhiều dữ lắm đó. Nên nó mà tối đêm nay là 12 giờ khuya mà tu, mai 12 giờ khuya tu, ngày mốt 12 giờ khuya tu, là 3 ngày, tại nó đi cái đường luôn thẳng luôn quý vị. Thì ai làm được thì làm được thôi, không ép. Mình chứ đừng có tu 12 giờ khuya mà sáng 4 giờ nghỉ vậy thì thôi, sáng 4 giờ tu cho nó chắc. Hiểu không? Khổ chi 12 giờ khuya tu mà sáng 4 giờ ngủ. Thật sự con người phải được rèn luyện cái gì ơi. Những đức thì thường ít nghỉ, ít ngủ. Thời gian ngủ nghỉ những đức mà có cái bữa thứ bảy mà những đức đi là tu luôn nghe, đi mà dẫn tới giờ tu nghe, lên tu luôn 36 tiếng đồng hồ, những đức nghỉ 2 tiếng. Là quá ít quý vị. Ít quá luôn. 6 tiếng mà nghỉ có 2 tiếng. Đó. Nên từ nơi đó mà nó vẫn mệt mỏi không có dễ đâu. Chiều đó là nó nằm luôn 2 tiếng thêm. Chiều nằm 2 tiếng rồi tới giờ 6 giờ rưỡi phải ngồi dưới tu. Mệt á. Tại 36 tiếng mà nghỉ có 2 tiếng nó quá ít à. Cơ thể mình nó làm việc dữ quá. Ít. Vì mà năng lượng nó đầy. Tại vì sao biết không? Cơ thể thì nó mỏi nhưng mà năng lượng rất đầy. Quý vị biết cái cơ thể nó mỏi nhưng mà năng lượng đầy là ngay chỗ này nè. Cái năng lượng mình đầy là đó rất tỉnh. Cái năng lượng đầy là con người nó không phiền não. Cái năng lượng nó giúp cho mình vui và ít phiền não. Còn con người mà ít năng lượng là nó phiền não. Đúng tới nó là nó phiền não. Vì để ý người trong nhà mình hay mình đi vô công ty xí nghiệp làm việc rồi đi, mình mà chẳng đụng ai người đó chửi mình, đụng cái phiền não liền là người đó năng lượng ít. Thì để ý vậy đó. Vì càng nói họ thì kêu họ cái họ chửi, hỏi họ gì cũng la. Có những người mà thiếu năng lượng quý vị, nói chuyện dễ thương cũng chửi quý vị nữa.
trước mặt quý vị, trước mặt họ mà biết cười nó cũng ghét nữa. Ví dụ như bây giờ trước mặt họ mà bị cười, họ cười gì, cười ngông nghễ tao phải không? Đó là quý vị biết cái năng lượng thiếu, nó nằm mồ với đạo Phật. Mấy người năng lượng thiếu đó bị tránh bớt họ đi, họ chửi mình tránh đi, tại vì mình chửi lại là bụp mình luôn, nghe không? Còn cái dạng năng lượng mà kiệt quệ luôn là quý vị ra đường quý vị thấy, ra đường quý vị thấy những thành phần mà vì đang chạy xe nó kênh quý vị, nó quýnh mình đó, mà nó nằm mồ với đạo Phật. Đây là năng lượng kiệt quệ. Hãy biết năng lượng thiếu quá, mình nhào vô nó là mình sạch năng lượng với họ luôn á. Công phu cả tháng giờ mà bước ra nó dứt mình một phát không còn miếng năng lượng luôn, hiểu không? Nó nên mình mà có người thân trong gia đình biết tu, hoặc chồng vợ mà biết tu, mình gần những người đó nó cũng đỡ, nó chan qua chan lại nó cũng đỡ hao cho mình. Chứ những đức nói với vị nghe, chứ nếu mà gặp mà chồng ăn nhậu bê tha mà không lo tu hành gì luôn, mà quý vị tích tụ năng lượng quý vị giữ á, chứ nếu không á, sạch sẽ năng lượng mới luôn. Vì tu xong về nó chửi một phát không còn miếng năng lượng, tại mình gần cái người nó hao hết, nó ít quá, không có năng lượng. Gần mình là nó sân si, nó làm cho mình phải sân si theo á. Nên vợ chồng mà biết tu quý vị là hạnh phúc số 1 trong cuộc đời này, quý vị là số 1 rồi đó. Nó, mỗi ngày mà được niệm Phật lễ Phật là số 1 rồi đó. Nên là lúc trước á, khi mà có một khoảng thời gian, nghĩa là ba ngôi chùa mình không có được bắt pháp, mà coi Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc quá, không được bắt luôn, nghĩa là không cho bắt. Khoảng thời gian trước, thời gian đó lâu lắm. Có những người mà người ta nghe những đức hai bài giảng quen á, người ta vô chùa người ta nói không, con đi về. Hỏi sao? Con ở nhà mà con còn được nghe pháp hai bài pháp, còn con vô chùa con không được nghe cái gì chân luôn. Thời gian rồi đó những đức ở chùa mà trước khoảng thời gian lâu luôn là không được, không được bắt hai bài pháp câu hai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc quá luôn trong nhà ăn. Mà hai bài pháp đó rất quan trọng, nhắc nhở đại chúng đặc biệt ấy, không được bắt. Nên người mà người ta nghe ngoài quen, người ta vô người ta không nghe, người ta về liền. Tại vì sao? Ta nói rằng vô đây không được nghe gì hết, chỉ lâu lâu thầy qua thầy nhắc. Còn bên hộ pháp thì như được ở nhiều, thấy không? Quý vị biết rằng là mình tu xong mà mình nhắc nhau một chút gì, cái bồ đề tâm mình nó được nuôi dưỡng ghê lắm. Thế giới Cực Lạc mà ta còn nhắc nhở suốt, nghe pháp suốt mà, không chỉ cái cõi ta bà này. Nó, quý vị phải thấy có những người mà người ta có thể lên tu một thờ, nhưng mà người ta không có thời gian được ngồi nhắc nhở gì. Vậy đó mà người ta đụng chuyện gì người ta bức á, đụng chuyện bức á. Quý vị biết rằng cái việc thuyết pháp nó quan trọng cỡ nào chưa? Tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni ngày lãnh vai trò thuyết pháp? Vì thuyết pháp là dưỡng tâm cho người ta, dưỡng quỷ mạng cho người ta. Nó thông tâm rồi, nó công phu nó mới đạt. Nó thông tâm rồi, giống như một cái đường nước, nó đi qua mà vì ống nó nghẹt, vì có đổ nước vô nó cũng quan. Nên cái thông tâm là cái rất là quan trọng, thấy không chưa? Nên con người tu hành của mình nó phải được thông tâm. Mà thông tâm là nó vui nhiều nghe. Quý vị nhớ nghe, quý vị mà thông tâm bị an lạc nghe. Quý vị tu mà trước mặt quý vị mà con mà nó chạy vòng vòng, quý vị thấy mắc cười. Mình thấy nó mắc cười mình thương đó. Còn quý vị mà không an lạc đi, quý vị mà phiền não thì nó chạy vòng vòng bị đá lộn mèo luôn. Bực bội sân si mà quý vị. Quý vị có thấy chính bản thân quý vị có những lúc bị sân si không? Đứa con nhỏ lại mẹ xin tiền, tát cái bóp vô mặt, tiền. Nó hết năng lượng rồi đó. Hết năng lượng mình mới gì? Còn quý vị mới an lạc tâm, quý vị đang tu nó chạy giúp mặt bị gịch áo, gịch quần, bị mắc cư. Thấy cái mặt đó mình mắc cư liền á, thì cái năng lượng mình nó đầy. Chứ quý vị mà đang chạy lăng xăng để tôi vô tôi lễ Phật chút coi. Vô tôi lễ Phật chút coi. Tôi lễ Phật để tiếp tụ năng lượng coi. Vô nó chạy giúp mặt tôi xúc đá bây giờ chạy vô khác. Thiếu năng lượng là cái tâm người nó kỳ cục lắm quý vị. Đó. Thật sự quý vị đó, ông phải giảng đâu quý vị mà thiếu năng lượng thì bị quýnh ta đó. Cái lửa sân si nó kìm có được là hao hết năng lượng à. Nó giống như bây giờ cái bà mà Nguyễn Hoàng Thiên ăn đi, con của bà chạy vòng vòng, bà mà thiếu năng lượng nó bà đá nó một đá mà lộn mèo luôn, đừng nói chuyện chân chật. Nhưng mà mình mà quan hỷ rồi, đứa con đó mà nó chạy vòng vòng mình đi chăng nữa, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đó. Sau này nó lớn lên nó sẽ nhớ lại là ngày xưa tôi thấy mẹ tôi bả lễ Phật, niệm Phật lễ Phật, mà bả vui cả đời của bà. Sau này cỡ nào nó cũng quay với Phật pháp. Cái hành động tu của mình là cái hành động độ gia đình mình. Tuy bây giờ họ chưa tu nhưng họ nhìn mình á, họ nhìn từ mình đó mà họ ảnh hưởng đó, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu.
nó rồi bản thân mình mỗi ngày mình tu nhân tích đức mà mình hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình, sau này cuộc đời của mình con cháu mình nó cũng đối xử như mình đã từng đối xử với ông bà cha mẹ mình nhé. Cái nhân cái quả nó tương đồng. Nên những đức nói rằng Phật A Di Đà ngày đưa những đức ra ngoài đời là đúng không? Quá đúng. Bây giờ những đức mới thấy Phật A Di Đà ngày thương những đức thiệt luôn. Vì ngày đưa những đức ra ngoài đời, những đức mới tu ngày năm thờ nè. Nó những đức mà không đi ra ngoài này là những đức lên bờ xuống ruộng thôi, cho đừng nói chuyện dẫn chơi. Đâu có lên công phu gì đâu mà cảm giác được coi Phật hiệu mà đem tịnh độ chia sẻ cho vị nghe. Bây giờ những đức có sự hành trì này nè, về sau nè, sức ảnh hưởng những đức mới lớn đối với tịnh độ nè. Vì chờ xem. Cái vị mà bình tĩnh vì ngồi suy nghĩ cái nhân duyên những đức thôi. Vì sẽ biết á, về sau cuộc đời những đức á, nếu dụng công tu kiểu này sau này sẽ sức ảnh hưởng của những đức đem tịnh độ này giới thiệu mạnh lắm á. Cái vị là những người công thần để hộ trì tịnh độ đó, không phải chuyện giỡn đâu. Mỗi ngày vì tu với những đức, quý vị là công thần hộ trì tịnh độ á. Dù quý vị chưa có cúng dường cho những đức cắt bạc nào bây giờ đâu, không có mua cơm nước cho những đức ăn, như quý vị là công thần thật sự luôn. Tại những đức dụng công tu với quý vị á, nhờ có quý vị mà những đức mới tu chung á, nếu không á ngày giỏi lắm hai thờ. Tại vì vậy lên đây không lẽ không có ai chứ vô đây bật tivi tu mình, nó đúng là đức chúng như biển cả mênh mông rõ ràng luôn. Không thể nào mà bật cái tivi lên có một bà một tu với mình nó thôi, thôi bà tu luôn đi, tu tắt tivi. Chàng ơi, có một bà một tu bây giờ bật lên tu làm gì bây giờ chàng? Còn bật lên gì mà đông xèo xèo mà 800-900 người, nó cái quay lực nó không đơn giản. Mà cái quay lực 800-900 người này mà tu chung mà hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình trong 2-3 ngày này mà nhiệt liệt tu cả ngày, 12 giờ khuya tu luôn, sáng 4 giờ rưỡi thức dậy tu tỉnh veo, chắc chắn tu 3 ngày này coi chừng ông bà tổ tiên mình siêu thoát luôn, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe quý vị. Cái quái lực của đạo tràng tu này dữ lắm. Nó mà tu cho dữ dằn lên, 12 giờ khuya tỉnh táo lên, mình nghĩ người ta khổ, mình nghĩ người ta khổ, mình muốn cầu siêu thoát cho người ta nên mình nhiệt liệt, mình hết buồn ngủ luôn à. Mình nghĩ cái khổ của người ta dữ dằn mình gấp trăm ngàn lần là hết buồn ngủ. Vì thấy bao giờ 12 giờ khuya mình nhìn thấy buồn ngủ đâu. Buồn ngủ sao chia sẻ Phật Pháp? Chàng tu 1 giờ rưỡi mà chia sẻ Phật Pháp mà đố mà buồn ngủ được. Buồn ngủ là không chia sẻ Phật Pháp được. Vì buồn ngủ là cái đầu óc đóng băng là không chia sẻ Phật Pháp được. Con người mà chia sẻ Phật Pháp mỗi ngày là phải tỉnh táo. Bởi vì thấy mỗi cái thời giờ Đức nói chuyện nó có cái khác. Tại nó tự nhiên mà sanh ra. Chứ nếu như những Đức mà đọc sách mà nhớ văn tự là những Đức sẽ nói trùng lặp. Còn cái này là nó tự nhiên sanh ra luôn. Nó tự nhiên trong cái cảm giác khi mình tu xong. Nó gọi là tâm niệm chuyển biến từng sát na. Mà từng sát na tâm niệm nó sanh ra từng lời nói. Nó, khi quý vị mà niệm Phật tu hành an lạc, nó chuyển biến tâm niệm từng sát na, quý vị sẽ không đặt lý do để khi gặp một người nào đó có câu chuyện gì để nói với họ. Không có. Mà sẽ gặp lúc nào nói lúc đó, gặp lúc nào nói lúc đó, gặp hoàn cảnh nào nói hoàn cảnh đó, gặp sự việc gì giải quyết sự việc đó, là quý vị sẽ tự nhiên tự tại. Gọi là không bị chướng ngại, vô cùng tự tại. Hiểu không? Khi mình niệm Phật mà đến một ngày nào đó không bị chướng ngại, vô cùng tự tại, gặp bất cứ một hạng người nào cũng vô cùng tự tại. Vì không bị chướng ngại, giàu, nghèo, đẹp, xấu, lùng, lé, hô, súng, mình gặp mình đều giải quyết được vấn đề hết. Vì mình tự tại mà. Cái sự tự tại của mình người ta gặp thôi, người ta cũng đã được hưởng cái từ trường rồi. Thí dụ như giờ quý vị gặp những đức, quý vị vừa gặp cái mặt cho đức như nào, là bị tránh đi chỗ khác đi. Mình mà lần gặp mình hỏi người này là nguy hiểm. Hiểu không? Gặp người sân si thì mình tránh chỗ khác. Còn lỡ họ gặp mình thì mình mới chào thôi. Dạ em chào anh. Rồi mình đi liền. Còn nếu mình lỡ mình gặp cái mặt gì mà chưa thấy mình, mình lui gót, mình biến luôn. Tại vì mình hỏi biết đâu nó sực mình sao. Có những người lạ lắm, mình hỏi họ sực mình đó quý vị. Nó chưa chắc có duyên mà có chừng nó tổn duyên á. Mình giữ cái duyên lại, bữa nào vui á hỏi. Mình lỡ mình gặp cái ai mà mình cái mặt dầm dầm chỗ ủ đi, mình gặp họ mình lui liền. Đi nhẹ nhẹ lùi bước đi. Hai vợ chồng sống gì, bữa nào mà bả mà đang bực bội đó, làm Ngọc Sáng cái gặp bả cái em tránh chỗ khác. Nó ủa nãy thấy đi sao đi vô sao mà tự nhiên sao đi đâu mất tiêu. Nói tôi thấy mặt bà tôi sợ quá, tôi không dám đến gần. Còn bữa nào thấy ổng đang sang si sửa điện thoại được không, được tăng tức cái sang si á, mình gặp ổng mình tránh tránh chỗ khác. Này ồ nãy tôi thấy bà be be lại đâu đi đâu tiêu vậy, tôi là gần ông tôi sợ quá, nhìn mặt lúc này ớn quá, tôi sợ ông chửi cái mất công đó, tổn duyên tổn phước thêm, thôi tránh phước cho rọt. Thấy không?
Mình mà tu hành có năng lượng là mình biết khéo léo giải quyết trong mọi hoàn cảnh, nó hay lắm quý vị à. Nếu không mình nhào vô bảy bạ lửa nó ập xuống với mình cái dính mình luôn. Nên quý vị nhớ cái tâm mà sân si giống mình cầm lửa đó. Đã cầm lửa mà liền cho người thì tai phỏng chứ. Miệng chửi người miệng bị ảnh hưởng chứ. Tâm muốn hại người tâm ảnh hưởng chứ. Ngậm máu phun người miệng dính máu chứ. Tất cả những điều thủ đoạn muốn hại người là mình sẽ bị hại mình trước nhất. Người khôn cả đời tính toán so đo, cuối cùng cái hại mình là mình hại mình. Nếu thật sự tu hành thì dù ai có hại mình vẫn tốt. Những đức thấy rõ ràng luôn quý vị ơi. Những đức khi bước ra ngoài, những đức gặp người thiện vô cùng, người giúp những đức bằng tặng đáy lòng luôn, có hết. Đây là 100% luôn. Mà đây là những người mà những đức chưa bao giờ nghĩ họ giúp những đức. Kinh chưa? Đây là những điều những đức đã chia sẻ cho vị nghe. Bây giờ những đức gặp xác thật luôn. Chưa bao giờ những đức nghĩ những người này họ giúp những đức. Quý vị không ngờ được. Bước chân đi chưa bao giờ nghĩ đi đến căn nhà này. Và căn nhà này là một căn nhà mà người ta chỉ có một người phụ nữ chồng mắt lớn tuổi, 70 tuổi, con gái một đứa con ở bên anh. Gia đình rất đơn chiếc nên những đức vô ở, cuối cùng những đức như chủ nhà. Mày thấy kinh khủng chưa? Chứ bây giờ mà nếu mà vợ chồng con cháu tùm lum sao ở trong nhà anh ta mà được gì? Thấy kinh khủng không? Không thể nào chọn lựa được. Thấy lạ chưa? Nó cái điều này là cái điều quý vị thấy kinh khủng không? Nó một căn nhà rộng rãi, đàng hoàng, tiện nghi, đâu vào đó hết luôn. Đang chờ đợi mình sẵn hết. Kinh khủng không? Nó mà những đức nói gia đình này cũng phước báo. Tự nhiên đâu trên trời rớt xuống cái rầm, có người lại nhà tôi suốt vậy đó. Nên những đức nói cổ nó giờ cổ vui được nó nè. Bây giờ bà 70 tuổi mà bữa nay mà 2 tháng thôi mà mặc bữa nay trẻ đâu 20 tuổi. Bà vui mà bà trẻ vậy đó à, bà vui mà bà trẻ đến mức gì đó quý vị. Nên em thấy không? Rõ ràng chưa? Rồi anh một cái tự nhiên có một cái bà ở đâu mà bây giờ mình nói thiệt. Bây giờ hai chồng ngọc sáng mà dám mà đưa vợ đi nấu cơm cho tôi ăn, dám sợ luôn, không bao giờ dám luôn. Mà ở đâu xuất hiện một con người mà quý vị biết không, ở đâu xuất hiện một cái bà mà bả lỡ bả nấu cơm những đứa ăn. Mà cái lúc mà bả mới lỡ nấu cơm ăn đó mà ông chồng bả nói bà lo cho thầy sơ sơ thôi, rồi xong rồi bà về nghe bả nói một câu nè, ông mà nói một tiếng nữa khỏi về luôn. Trời ơi, vì có từng thấy người nào đàn bà nào mà dám gì không quý vị? Ông nói thôi được rồi, bà làm với bà làm đi. Rồi cuối cùng lâu lâu ông lên ông thăm bà. Lên đây ông tu với những đức luôn, ông thăm bà. Còn bà ở đây xuống những đức luôn. Nấu cơm lo lắng vậy đứng xuống luôn. Vậy thấy kinh khủng không? Đó, thấy cái cuộc đời tu hành mà niệm niệm gì người quý vị thấy kinh khủng không? Vì đi đâu quý vị cũng gặp cái người lạ kỳ như vậy chứ nha. Nó... Nên á, xung quanh đây toàn là Phật tử quen không. Chỉ có 2-3 bà biết thôi. Mà 2-3 bà mới đem đồ ăn lại thôi, ăn cũng muốn ngập mặt luôn. Thấy kinh khủng chưa? Đó, thấy cái cuộc đời làm thiện không? Vì người chứ quý vị thấy có thiệt thòi không? Không, không có thiệt thòi gì cả. Quý vị cứ yên tâm đi, quý vị giúp người bằng cái tấm lòng chân thật đi. Rồi quý vị sẽ có người giúp, mà người giúp đó quý vị cũng không biết đâu. Tự Phật Bồ Tát sắp xếp hết trơn á. Đây là những đức nói 100% quý vị nghe, quý vị cứ yên tâm. Đừng bao giờ sợ thiệt thòi. Không có gì thiệt thòi cả. Bây giờ được tu một ngày năm thờ nó an lạc vô cùng luôn. Cái sự an lạc này nghe dù những đức sống ở cái thành thị nghe, nhưng những đức không có bao giờ nghĩ cho mình đi ra ngoài chơi luôn. Làm sao mà vui được như niệm Phật? Chơi gì vợ? Không có chơi cái gì mà bằng niệm Phật đâu. Chơi với ai với Đạo Phật là ngon nhất. Chơi với ai với Đạo Phật là an lạc vô cùng luôn quý vị ơi. À, mỗi ngày vì niệm Phật nghe giống quý vị đang gần Phật A Di Đà vậy đó. Ai mà đã niệm Phật thật sự quý vị sẽ cảm nhận được giống quý vị đang gần Phật A Di Đà vậy. Ừ, thật sự luôn. Rồi sau này quý vị sẽ thấy cái nhân duyên một ngày nào xuất hiện nữa nè, rồi quý vị sẽ thấy nó hình thành không đơn giản đâu. Đó, quý vị là những công thần để hoàn truyền tịnh độ. Quý vị coi cái nhân duyên những đức sau này cũng là đem tịnh độ hoàn truyền không đơn giản. À, hình thành cái nhân duyên cho mình từ trong chùa ra tới làm cư sĩ, từ cư sĩ vô chùa, từ chùa ra làm cư sĩ.
Cái nhân duyên này cũng không đơn giản, cho những đức trải nghiệm qua hết trong cái cuộc đời này luôn. Rồi xong lúc đó tu hành đi, rồi đến một ngày nào sẽ cho ông một công việc tiếp tục mới mẻ nữa. Bây giờ công việc những đức là Phật A Di Đà sắp xếp là ông phải ở chỗ này tu, mỗi ngày tu 5-6 thờ để cho người ta thấy ông nói được làm được. Xong đến một ngày là Phật A Di Đà nói được rồi đó con, xuất quan đi, giao cho công việc khác tiếp tục. Địa phương nào, vùng nào đang cần tôi sẽ đến, xuất hiện ở địa phương đó liền, thấy không? Nó để làm tiếp tục lợi ích cho chúng sanh. Đến ngày đi về gặp Phật A Di Đà, Phật A Di Đà nói những đứa con được, mày ngon đó con. Mày ghen đó, làm được á, thấy không? Mấy mươi năm ở trong cuộc đời ý nghĩa con. Được được, này về đó phải không? Dạ con về rồi, ngày đưa cho con chiếc áo giáp tiếp tục đi nữa coi. Đi nữa hả? Dạ đi nữa. Giờ không lẽ chúng sanh đang khổ đau, không lẽ con ở đây sao? Bây giờ con phải đi tiếp tục nữa. Con định đi đâu? Châu Phi. Chàng ngủ đây. Qua Châu Phi luôn hả? À, dạ con qua Châu Phi. Cái nước Châu Phi khổ quá, con qua Châu Phi. Qua Châu Phi khuyên niệm Phật luôn. Mình qua bển mình nói tiếng Châu Phi chứ sao giờ quý vị? Nó tại vì Việt Nam ở nhiều quá, giờ thôi qua Châu Phi. Đất nước quá khô cằn sỏi đá khổ đau, phải đem tịnh độ ở bển nha, cho chúng sanh được lợi ích. Khi tôi về Cực Lạc đời sau nữa tôi sẽ qua Châu Phi nha. Ai muốn đi thì lúc đó đi chung với tôi. Ai chồng gần sáng muốn đi thì đăng ký đi. Đúng không? Đi qua Châu Phi vậy độ chúng sanh khổ đau á. Thôi chúng ta hẹn gặp nhau Cực Lạc cái vị A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị vui vẻ. A Di Đà Phật.